Xin được kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đối với nhóm công nghiệp nhẹ, giá bông tiếp nối đà giảm của các phiên trước và chạm mức đáy 3 năm trong bối cảnh hai thị trường lớn là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hủy đơn mua, khiến số liệu xuất khẩu bông Mỹ tuần trước giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đường cũng đã có một phiên giảm điểm trước những dự đoán dư cung toàn cầu và niên vụ 2019-2020 với vụ mùa bội thu tại Brazil. Trong khi đó, giá cà phê đã giảm trở lại từ mức cao nhất một tuần sau khi Cục Khí tượng Thủy văn Brazil giảm lượng mưa trên các vùng canh tác trong dự báo cho tuần tới, thuận lợi cho công tác thu hoạch.